Lance Bass, Michael Tuchin, cặp đồng giới nổi tiếng siêu dễ thương sắp có con song sinh. Cựu thành viên nhóm NSYNC Lance Bass và bạn đời đồng giới Michael Tuchin đang hạnh phúc bên nhau, cùng nhau khoe tin vui sắp có con song sinh một trai một gái sau nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại và sẩy thai. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí People, Lance Bass và Michael Tuchin không giấu nổi sự phấn khích khi sắp chào đón một bé trai và một bé gái vào tháng 11. Hai bé đang được một người phụ nữ mang thai hộ. Chúng tôi luôn muốn sinh ít nhất hai nhóc tỳ, sẽ rất tuyệt vời khi có một bé trai và một bé gái để cảm nhận trải nghiệm nuôi dạy con ở hai giới tính, Lance thổ lộ. Nam ca sĩ 34 tuổi biết ơn sự tiến bộ của khoa học đã giúp anh biến giấc mơ này trở thành hiện thực. Chồng của Lance, nam diễn viên Michael Tuchin, có chị gái song sinh nên anh cũng ước đẻ sinh đôi để hai con được bầu bạn cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Cặp đôi tiết lộ mỗi em bé được tạo thành từ tinh trùng của một người trong họ và trứng hiến tặng. Bởi vậy vợ chồng Lance rất háo hức chờ đến ngày các con chào đời để thấy các thiên thần nhỏ giống mình đến mức nào. Từ khi kết hôn năm 2014, Lance Michael luôn khao khát có con và lên kế hoạch thụ tinh trong ống nghiệm. Họ có tới 9 người phụ nữ tình nguyện hiến tặng trứng. Tuy nhiên, hành trình có con không hề dễ dàng. Nhiều trứng không đạt chất lượng hoặc không phù hợp gen với cặp sao. Sau nhiều lần thất bại, họ mới có được những phôi thai khỏe mạnh vào năm 2019. Tuy nhiên, khi niềm vui đến chưa được bao lâu, người mang thai hộ của họ bị sẩy thai vào năm ngoái. Lance cho biết khi ấy anh và Michael đã rất đau lòng vì ước mơ làm cha một lần nữa tan vỡ. Sau đó, cặp đôi vô tình gặp một người bạn cũ và được giới thiệu tới công ty môi giới người đẻ thuê. Họ tìm được một phụ nữ khỏe mạnh và phù hợp hoàn hảo để mang thai đôi. Cả hai chờ đến khi người phụ nữ mang bầu ổn định hơn 10 tuần mới dám thông báo tin vui đến gia đình. Cặp đôi từng trao lời thề nguyện cho nhau tại Park Plaza dưới sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Michael Tuchin tâm sự về chồng mới cưới. Không ai trên thế giới khiến tôi cười nhiều hơn Lance. Anh ấy là một người tuyệt vời, tôi không thể hình dung được chuyện phải thức dậy bên một người khác. Còn Lance cũng dành những lời ngọt ngào cho một nửa của mình. Michael khiến cuộc đời tôi trở nên điên rồ, chúng tôi là những người bạn tốt nhất của nhau. Lance và Michael đã gắn bó bên nhau 10 năm qua. Lance Bass công khai là người đồng tính vào năm 2006 sau khi ban nhạc NSYNC tan rã một thời gian. Từ ngày đó, nam ca sĩ luôn thoải mái chia sẻ về các mối quan hệ đồng giới của mình. Với Michael, Lance đã có tình yêu đẹp được bạn bè và các fan ngưỡng mộ. Cặp đôi hy vọng mối quan hệ tuyệt vời của họ có thể truyền cảm hứng tới những người đồng tính khác.